Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà nhìn thấy về gặp Simon Phêrô và người môn đệ Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdalena đứng ở ngoài gần bên mộ và khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Giêsu, một vì phía đầu, một vì phía chân. Thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Bà thưa: người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria cũng là người làm vườn liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu hỏi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu hỏi: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa đến cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ thầy đến cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, nên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdalena đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Bà Maria là tâm đồ của các tâm đồ. Và trước khi nhìn thấy thì một phần từ sự thì vẫn là vừa tất cả tâm đồ của các tâm đồ. Bà Maria là tâm đồ của các tâm đồ. Bởi vì bà là cái người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Và bà là một cái duy phúc đó, từ cái duy phúc là công bố cái mừng phục sinh cho các tông đồ. Và cái mừng kia là bà là thầy về. Tôi chưa nói là thầy nhưng các thầy của nghe là những người đọc nghe của thầy đó như vậy đó. Và những người đọc chung của thầy và những người đọc nghe bà Maria Magdalena đi bán cho các con đệ: tôi nghe thấy Chúa và bà kể lại những gì người đã nói với bà. Và chúng ta biết khá lâu rồi ở đây đâu, nhưng mà vẫn còn ở cái kia, có thể là một cái chương trình hay có thể là một cái định hướng đã khá lâu, nhưng tôi còn phải tăng cường gì bởi các giám mục và thời đạo cũng đã nói là một cái tin rồi có một cái hồn thả tại trung tâm phụ que
nhìn chúng ta. Và chúng ta thấy ở đây Maria, Maria là làm tốt cái điều đó, làm rất tốt cái điều đó. Nghe cái câu nói đó không thể nghe những gì mà Chúa Giêsu đã nói với bạn, và bạn kể lại là Chúa Giêsu cái cuộc chắc chắn và một kể Chúa Giêsu cho chúng ta không thể. Chúa Giêsu một đời Chúa Giêsu còn ở đâu? Thank you.